Sẽ nè, có tiền có giáo. Cái đó là chuyện giờ thằng công tử nó làm rơi tờ trăm đồng. Cái gì mà chỗ ghế đó không mà không vậy. Tướng chứ không có chứ một tướng bị gì vậy. Cái chết đầu tiên là bạn đi Plaza đàng hoàng phụ. Đi nè test đó. Rồi gãy rồi đen. Nghĩ quay theo Linh chụp luôn vậy. Rồi vô không vậy? Love you, love.
rồi ta chỗ mua đồ chơi rồi đó. Bến xe Phương Trang nằm ngay đó đó. Mình xuống này nó luôn là Cà Mau hả? Không, đó là mình vô được mà ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quẹo phải là vô Cà Mau đó, mình quẹo trái đi xuống huyện Long An. Rồi bây giờ chú trở về cho mày hát nắng rồi chưa?
We'll be right back.
Thank you.
đậu xanh đặc biệt. Ba đứa ngồi giọng nhưng mà nãy nghe cái rầm là biết ngay bò nó té đó. Bò té rồi mình té luôn. À, anh biết rồi. Phải được. Được tay rồi.